Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tiếng Trung Dương Châu. Tết Nguyên đán từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong nét văn hóa Việt. Nó không chỉ là ngày chào mừng năm mới mà còn là dịp để chúng ta sum họp. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu các từ vựng mà mẫu câu liên quan đến chủ đề Tết Nguyên đán nhé. Xuân chía, Xuân chía, Tết Nguyên đán. Trân yue, Trân yue, tháng riêng. Chú xi, Chú xi, giao thừa. Chi zào, Chi zào, cúng ông công, ông táo. Bao zung zi, Bao zung zi, gói bánh chưng. Mải niên huo, Mải niên huo, sắm đồ Tết. Tháo hoa sụ, Tháo hoa sụ, cây hoa đào. Chín liên mụ, Chín liên mụ, cây mai vàng. Chín chú sụ, Chín chú sụ, cây quất. Chí can, Chí can, cây nêu. Bài phạm ú của phán, Bài phạm ú của phán, bày mâm ngũ quả. Tá sảo phòng chiên, Tá sảo phòng chiên, dọn dẹp nhà cửa. Xuân liên, Xuân liên, câu đối Tết. Thiê Xuân liên, Thiê Xuân liên, dán câu đối. Niên yê phạn, Chư niên yê phạn, ăn cơm tất niên. Phạng yên hoa, Phạng yên hoa, bắn pháo hoa. Xin chun chải lư, Xin chun chải lư, đi hái lộc. Niên chung xỉ, Xin niên chung xỉ, sông đất. Bài niên, Bài niên, đi chúc Tết. Fa hồng bao, Fa hồng bao, phát lì xì. Xin chun khai bỉ, Xin chun khai bỉ, khai bút. Tha chun, du xuân. Bái trản chi, Bái trản chi, gà luộc. Xuân chuyển, Xuân chuyển, Xuân chuyển, nem rán. Lư zung zi, Lư zung zi, bánh trưng xanh. Xoan xiao chung thấu, Xoan xiao chung thấu, hành muối. Yue nán trá rô, Yue nán trá rô, giò lụa. Mù bia của nụ mì phạn, Mù bia của nụ mì phạn, xôi gấc. Yue nán tung rô,
Duy nán, tung rộ, thịt đông. Húng sao rộ, húng sao rộ, thịt kho tàu. Thắng của phán, thắng của phán, khay mứt bánh kẹo. Hồng xí quả tử, hồng xí quả tử, hạt dưa. Khai xin quả, khai xin quả, hạt rẻ cười. Hồi hoa tử, hồi hoa tử, hạt hướng dương. Thắng liền tử, thắng liền tử, mứt hạt sen. Thoán yuán phạn, thoán yuán phạn, cơm đoàn viên. Công xỉ phá tài, công xỉ phát tài. Nian nian yǒu yú, nian nian yǒu yú, cả năm dư giả. Khai mến đà chí, khai mến đà chí, lộc vàng gõ cửa. Xin xiǎng shì chéng, xin xiǎng shì chéng, cầu được ước thấy. Đà jí đà lì, đà jí đà lì, đại cát đại lợi. Sì sì rú yì, sì sì rú yì, vạn sự như ý. Shēn tǐ jiān kāng, shēn tǐ jiān kāng, sức khỏe dồi dào. Suì suì bình an, suì suì bình an, năm mới bình an. Wàn shì shùn lì, wàn shì shùn lì, mọi sự suôn sẻ. Phú rú đông hải, phú rú đông hải, phúc như đông hải. Sâu bỉ nán sàn, sâu bỉ nán sàn, thọ tỷ Nam Sơn. Ủ phú lín mến, ủ phú lín mến, ngũ phúc lâm môn. Bài yê xin vọng, bài yê xin vọng, sự nghiệp phát đạt. Xin niên yú khoai, xin niên yú khoai, năm mới vui vẻ. Xin niên gia jie dào, đại niên yào gán zào, hào yùn gân ni pào, jí xiáng wéi ni zào, cài yuán jìn yào bào, xin xiáng shì jiu chéng. Năm mới sắp đến rồi, chúc Tết phải nhanh thôi, may mắn đi bên bạn, cát tường vây quanh tôi, tiền tài bơi vào túi, cầu được ước thấy rồi. Vậy là thông qua video này, các bạn đã tìm hiểu được những từ vựng và mẫu câu liên quan đến chủ đề Tết Nguyên Đán. Chúc các bạn có một năm mới tràn ngập niềm vui và hẹn gặp lại trong những video thú vị lần sau nhé. Xin nhé, khoai lợ!
Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đã biết đến app học tiếng Trung tên là Chinese King hay chưa? Đó là một app học tiếng Trung vừa mới ra mắt của Trung tâm Tiếng Trung Dương Châu. Một app học tiếng Trung vô cùng hiện đại và thông minh với đa dạng các cái chương trình học từ cơ bản cho đến nâng cao dành cho những cái bạn vừa mới bắt đầu tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Trung cho đến lên đến trình độ sơ cấp, trung cấp hay là cao cấp. App sẽ bao gồm những cái khóa học, những dạng bài tập để cho các bạn có thể luyện tập, nâng cao cái khả năng ngôn ngữ tiếng Trung của mình, hoàn thiện vốn kỹ năng nghe nói đọc viết ở trong tiếng Trung. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua một vài những cái chương trình học nổi bật trong app Chinese King. Chúng ta sẽ có chương trình học thứ nhất, đó là chương trình học theo chủ đề, sẽ giúp các bạn có thể giao tiếp được tiếng Trung thông qua những cái chủ đề thông dụng ở trong đời sống hàng ngày, từ dễ đến khó, từ HSK1 cho đến HSK6. Và chương trình học thứ hai mà chúng ta có thể kể đến trên app Chinese King, đó là chương trình học tiếng Trung online. Chương trình học này được thiết kế theo bộ giáo trình Hán ngữ mới nhất của Trung tâm Tiếng Trung Dương Châu với 6 cấp độ. Và mỗi một bài học thì các bạn sẽ được cung cấp các cái kiến thức về phát âm, từ vựng, ngữ pháp, bài khóa, vân vân. Và với mỗi bài học thì các bạn sẽ được cung cấp rất là nhiều, đa dạng các loại bài tập để chúng ta có thể luyện tập thêm để nắm vững hơn về cái kiến thức của chúng ta. Với mỗi một bài học thì các bạn sẽ được học thông qua cái video bài giảng với giáo viên, và cái dạng bài tập của các bạn thì sẽ bao gồm những cái dạng bài luyện viết, luyện nói, luyện đọc. Tiếp theo nữa chúng ta có thể kể đến như là chương trình luyện nói. Trong chương trình luyện nói các bạn sẽ được check phát âm, các bạn sẽ được luyện tập cái khả năng nói của mình thông qua việc là các bạn nhập vai nhân vật trong đoạn hội thoại được kết thiết sẵn ở trong app. Chúng ta sẽ có chương trình luyện viết. Trong chương trình luyện viết sẽ hướng dẫn và rèn luyện cho các bạn cái khả năng viết tiếng Trung, sẽ giúp cho các bạn viết được những cái chữ Hán ở trong tiếng Trung. Mỗi một chữ Hán sẽ được cung cấp cho các bạn thêm phiên âm, thêm nghĩa, thêm cái cách để mà các bạn có thể dễ dàng nhớ cái chữ Hán đó thông qua việc là phân tích các cái bộ thủ và cung cấp cho các bạn cái câu chuyện để có thể liên kết các cái bộ thủ đó lại ở trong tiếng Trung như thế nào, giúp các bạn có thể dễ dàng nắm bắt và ghi nhớ cái chữ Hán đó hơn. Và mỗi một cái chữ Hán sẽ hướng dẫn cho các bạn viết từng nét một ở trong tiếng Trung như thế nào. Ngoài ra ở trong chương trình luyện viết thì các bạn sẽ được luyện tập thêm cái khả năng viết của mình thông qua việc dịch đoạn văn. Chúng ta sẽ có thêm cái chương trình học ngữ pháp để giúp các bạn nắm trọn vẹn những cái ngữ pháp ở trong tiếng Trung từ HSK1 cho đến HSK6. Có chương trình học sơ đồ tư duy là cái phương pháp để các bạn có thể tăng cái lượng vốn từ vựng của mình lên thông qua một cái phương pháp học rất là hiện đại, đó là phương pháp sơ đồ tư duy. Và trong app Chinese King sẽ có một cái chương trình học dành cho những cái bạn mà đi làm, đó là chương trình học tiếng Trung văn phòng, công xưởng và kinh doanh. Trong chương trình này sẽ cung cấp cho các bạn những cái từ vựng chuyên ngành cũng như là những cái mẫu câu để các bạn có thể ứng dụng vào trong thực tế khi các bạn làm việc với người Trung Quốc. Ngoài ra thì các bạn có thể khám phá những cái kiến thức tiếng Trung thông qua những cái nền tảng được liên kết sẵn với app, như là học tiếng Trung qua bài hát, học tiếng Trung qua những cái video hài, học tiếng Trung qua những cái video TikTok của Trung tâm Tiếng Trung Dương Châu. App Chinese King còn được thiết kế thêm một vài những cái tiện ích khác nữa, như là tiện ích mục tiêu học tập, giúp các bạn đặt ra những cái mục tiêu cho từng khóa học, có thể cài đặt cái chế độ nhắc nhở theo ngày, theo giờ để có thể dễ dàng bám sát cái quá trình học tập của chúng ta, có thể giúp các bạn lưu lại những cái từ vựng mà các bạn cảm thấy là chúng ta cần phải ghi nhớ và có thể dễ dàng tiện lợi khi mà các bạn muốn tra lại. Và trên đây là một vài giới thiệu sơ qua của app học tiếng Trung Chinese King. Và các bạn còn chần chờ gì nữa mà không tải ngay app học tiếng Trung Chinese King ở trên App Store hay là ở trên Google Play. Và chúc các bạn sẽ có một cái quá trình học tiếng Trung thật là vui vẻ.